Mến chào quý vị và các bạn. Quý vị thân mến, ngoại tình là một trong những khoảnh khắc đau đớn nhất trong một mối quan hệ hôn nhân, khi niềm tin và tình cảm bị tổn thương nghiêm trọng. Tuy nhiên, điều thú vị là khi ngoại tình xảy ra, hành động này của chồng và vợ lại được nhìn nhận rất khác nhau. Khi một người đàn ông ngoại tình, nhiều người thường có xu hướng biện minh rằng anh ta chỉ làm theo bản năng, trong khi phụ nữ ngoại tình nó thường được coi là sự tổn thương lớn đối với nền tảng gia đình. Vậy tại sao việc ngoại tình của chồng và vợ lại được cảm nhận khác biệt đến vậy? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu bản chất, động cơ, hậu quả và phản ứng khác nhau giữa đàn ông và phụ nữ khi ngoại tình trong video ngày hôm nay của Khánh Ngọc nhé. Câu hỏi đầu tiên là tại sao đàn ông ngoại tình? Ở một mức độ nào đó, ngoại tình của đàn ông thường có sự liên quan đến bản năng sinh học và nhu cầu tìm kiếm sự đa dạng. Thực tế cho thấy, một người đàn ông có thể yêu vợ mình sâu sắc, là một người chồng tốt, nhưng đôi khi sự cám dỗ lại vượt qua ý chí của anh ta. Đây không phải là lý do để biện minh, nhưng nó là một lời giải thích cho lý do tại sao có những người đàn ông ngoại tình, ngay cả khi họ đã có một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Lý do đầu tiên là mong muốn sự mới lạ. Đàn ông có xu hướng dễ bị thu hút bởi những điều mới lạ. Điều này phần nào bắt nguồn từ bản năng sinh học, mong muốn chinh phục càng nhiều càng tốt. Dù người vợ có thể xinh đẹp, quyến rũ và cả hai có một mối quan hệ tốt, người đàn ông vẫn có thể bị cuốn hút bởi một người phụ nữ khác chỉ vì sự mới mẻ mà cô ấy mang lại. Tâm lý thợ săn thôi thúc anh ta tìm kiếm cảm giác chiến thắng khi chinh phục con mồi mới. Điều này không có nghĩa là anh ta không yêu vợ, mà chỉ là anh ta bị thu hút bởi sự mới lạ, sự thách thức. Lý do thứ hai là những tưởng tượng tình dục và thiếu sự ức chế. Ngoại tình của đàn ông đôi khi đến từ việc họ muốn thử nghiệm những tưởng tượng tình dục mà họ không thể thực hiện cùng vợ. Có thể là những hành động tình dục mới lạ, mạnh mẽ hơn, hoặc là thử những trải nghiệm khác biệt mà anh ta không dám đề xuất với vợ. Trong một số trường hợp, đàn ông có thể tìm kiếm điều này ngoài mối quan hệ hôn nhân như một cách để thỏa mãn nhu cầu cá nhân và sau đó quay về với gia đình. Lý do thứ ba đó là sự khẳng định cái tôi. Ông ngoại tình cũng là cách mà một số đàn ông sử dụng để tự khẳng định giá trị bản thân. Khi nhận được sự quan tâm từ một người phụ nữ khác, khi biết rằng mình vẫn hấp dẫn và đang khao khát, đàn ông cảm thấy tự hào và tự tin hơn. Đây là một hình thức để họ chứng tỏ mình vẫn còn sức hút, vẫn có thể quyến rũ người khác, và điều này nuôi dưỡng cái tôi của họ. Câu hỏi thứ hai là tại sao phụ nữ ngoại tình? Với phụ nữ, ngoại tình thường có chiều sâu cảm xúc nhiều hơn. Động cơ ngoại tình của phụ nữ hiếm khi đơn thuần là vì ham muốn thể xác, mà phần lớn là do họ cảm thấy thiếu thốn về mặt tình cảm trong hôn nhân. Khi phụ nữ cảm thấy không được yêu thương, không được quan tâm từ chồng, họ có xu hướng tìm kiếm điều đó ở nơi khác. Phụ nữ ngoại tình vì ba yếu tố chính. Thứ nhất là không hài lòng về cảm xúc. Phụ nữ hiếm khi ngoại tình chỉ vì muốn trải nghiệm mới lạ về thể xác. Động cơ thường xuất phát từ cảm giác không hài lòng về mặt cảm xúc. Khi trong mối quan hệ thiếu sự thân mật, khi chồng không còn quan tâm và dành những cái lời ngọt ngào như trước, phụ nữ bắt đầu có nhu cầu được yêu thương và quan tâm. Đôi khi họ tìm thấy điều đó ở một người khác. Ngoại tình của phụ nữ không chỉ là sự phản bội về thể xác mà còn chứa đựng những cảm xúc và sự đau khổ sâu sắc. Thứ hai là nuôi hy vọng mong muốn trả thù. Một số phụ nữ ngoại tình là để trả đũa khi phát hiện chồng mình đã lừa dối. Điều này như một cách để họ chứng tỏ rằng mình cũng có quyền làm như vậy, rằng họ cũng có sức hấp dẫn và không hề kém cỏi. Đối với họ, đây không phải là vì tình yêu mà là cách để thể hiện sự độc lập và lấy lại công bằng. Người Việt chúng ta có câu "ông ăn trả, bà ăn nem" là ý nói đến hành động này. Thứ ba đó là tìm kiếm đam mê đã mất.
Phụ nữ có thể ngoại tình khi cảm thấy thiếu sự đam mê trong hôn nhân, khi các mối quan hệ trở nên nhàm chán, tình dục trở nên nhạt nhẽo và họ cảm thấy mình không còn được khao khát. Điều này có thể đẩy họ đi tìm một người khác, người có thể mà khiến họ cảm thấy được yêu, được ngưỡng mộ và ham muốn. Từ những lý do Khánh Ngọc vừa phân tích thì chúng ta sẽ trả lời câu hỏi vì sao bản chất lại được nhìn nhận khác nhau. Khi người chồng ngoại tình, người ta thường cho rằng đó chỉ là tình dục. Đàn ông được xem là thợ săn trong xã hội và do đó việc họ ngoại tình đôi khi được xem như là một phần bản năng, một điều không thể tránh khỏi. Ngược lại, khi một người phụ nữ ngoại tình, xã hội nhìn nhận điều này như một sự phản bội nghiêm trọng, bởi cô ấy vốn được kỳ vọng là người giữ lửa trong gia đình. Quan điểm này đã ăn sâu vào tâm trí nhiều người, khiến cho ngoại tình của phụ nữ đã trở nên nghiêm trọng và khó chấp nhận hơn trong mắt cộng đồng. Ngoại tình của phụ nữ thường mang ý nghĩa về mặt tình cảm. Khi phụ nữ ngoại tình, điều đó không chỉ là một hành động thể xác mà còn là dấu hiệu của sự thiếu hụt tình cảm từ phía chồng. Đàn ông nhận thức rằng vợ đã tìm thấy điều gì đó ở người khác mà anh ta không thể mang lại. Điều này không chỉ là sự phản bội về thể xác mà còn là sự phản bội trên phương diện tình cảm, gây tổn thương lớn hơn rất nhiều. Xã hội có cái nhìn rất khác về ngoại tình của đàn ông và phụ nữ. Trong khi đàn ông ngoại tình có thể được nhìn nhận một cách thông cảm và thậm chí còn được ca ngợi là hấp dẫn, thì phụ nữ ngoại tình thường bị coi là kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình. Sự khác biệt này phần lớn bắt nguồn từ những định kiến xã hội và truyền thống đã tồn tại lâu đời. Vậy làm thế nào để vượt qua sự phản bội? Việc sống sót sau sự phản bội trong hôn nhân không hề dễ dàng. Tuy nhiên, nếu bạn muốn cứu vãn mối quan hệ, việc đầu tiên là cần hiểu nguyên nhân và động cơ dẫn đến hành động ngoại tình của đối phương. Trước hết thì cũng phải giao tiếp và hiểu động cơ. Điều quan trọng đó là bạn cần phải trò chuyện thẳng thắn để hiểu động cơ của người kia. Nếu đó chỉ là nhu cầu thể xác đơn thuần, hãy cùng nhau suy nghĩ xem điều gì có thể đã đẩy đối phương đến hành động ngoại tình. Nếu đó là cảm xúc và tình cảm, hãy tìm hiểu xem trong hôn nhân của bạn còn thiếu điều gì và liệu có thể thay đổi để mang lại sự hài lòng cho cả hai bên hay không. Bước tiếp theo đó là khôi phục niềm tin. Niềm tin bị phá vỡ cần được khôi phục qua thời gian và nỗ lực từ cả hai phía. Hãy cởi mở nói về cảm xúc, nhu cầu và nỗi sợ của mình. Đây là cách duy nhất để có thể xây dựng lại niềm tin và tạo ra một mối quan hệ vững chắc hơn sau khi mọi thứ đã sụp đổ. Cuối cùng đó là tha thứ và buông bỏ. Nếu bạn quyết định tiếp tục bên cạnh đối phương sau khi phát hiện ngoại tình, hãy học cách tha thứ và buông bỏ. Sống mãi trong quá khứ và gợi lại những gì đã xảy ra chỉ khiến cho cả hai đều không thể hạnh phúc. Tha thứ có nghĩa là mở đầu một chương mới và quên đi những gì đã qua. Điều này giúp cả hai bạn có cơ hội tìm lại niềm vui và hạnh phúc bên nhau. Quý vị thân mến, ngoại tình luôn là một vết thương, nhưng nó không nhất thiết là sự kết thúc của một mối quan hệ. Sự phản bội của đàn ông và phụ nữ có bản chất khác nhau, và nếu cả hai cùng nhau nhìn nhận vấn đề một cách thẳng thắn, có thể họ sẽ tìm ra được lý do và cách giải quyết tốt nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm đến chủ đề này của Khánh Ngọc. Chương trình tối nay xin được kết thúc tại đây. Tạm biệt và hẹn gặp lại.